Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Giá xăng tại Việt Nam sẽ tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm trở lại đây, kể từ 15 giờ chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021. Cụ thể, theo mức giá bán lẻ xăng dầu mà Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh, giá xăng RON 95 được điều chỉnh sẽ tăng 867 đồng một lít lên mức 21.783 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 850 đồng một lít thành 20.610 đồng một lít. Ngoài ra, Bộ Tài chính Công Thương cũng điều chỉnh tăng khá mạnh giá các mặt hàng dầu. Dầu diesel sau tăng giá sẽ là 16.537 đồng một lít, dầu hỏa là 15.503 đồng một lít và dầu mazut là 15.670 đồng một ký. Giải thích cho đợt tăng giá này, Bộ Công Thương cho biết do giá xăng trên thị trường Singapore tăng nhanh. Tương tự, giá dầu cũng biến động đi lên do thâm hụt dầu ngày càng lớn, trong khi nhu cầu lại lên cao khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau dịch COVID-19. Kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2019, giá xăng các loại tại Việt Nam đã tăng đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm. Sáng 12 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam đã họp phiên toàn thể cuối cùng, biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với 499 người trúng cử. Trong số 499 đại biểu Quốc hội, có 14 người ngoài đảng. Đại biểu khóa 14 tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội khóa trước có 203 người. Đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội có 296 người. Hôm 12 tháng 7, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, cho rằng kỳ họp Quốc hội khóa 15 đầu tiên dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới đây sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, nhân sự cấp cao để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ trung ương cho đến địa phương. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre hôm 12 tháng 7 tuyên án ông Lê Văn Trung, 56 tuổi, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thạnh Phú, 9 tháng tù treo vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai người khác liên quan đến vụ án là các ông Nguyễn Văn Sơn bị tuyên 9 tháng tù và Phạm Tiểu My bị tuyên 7 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, ông cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thạnh Phú mượn phòng hóa trang của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú để cất đồ đạc trong thời gian xây nhà. Một thanh niên có tên Võ Phúc Hậu, sinh năm 2005, ngụ tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, đã vào phòng hóa trang và phát hiện có một khẩu súng cùng 6 viên đạn. Công an địa phương điều tra thì được ông Lê Văn Trung khai nhận đã giữ khẩu súng từ năm 1990 khi còn là phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương, Lê Vũ Hồng Hạnh, bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyên nhân được nói do có liên quan đến sai phạm tại 7 trường học ở huyện Củ Chi, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Công ty Đông Phương là nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình tại 7 trường học. Trong đó, bà Hồng Hạnh là người chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty Đông Phương, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hồ sơ, thủ tục chứng từ đã ký. Cũng trong ngày 12 tháng 7, Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin cho hay, công trình nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Trung Ngạn, Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, được đầu tư gần 10 tỷ đồng đang thi công, tồn tại nhiều bất cập. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa cho biết, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông hiện chưa đi vào vận hành do bộ này đang chờ Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 12 tháng 7. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, khi có kết luận cuối cùng của Hội đồng, sẽ tiến hành bước tiếp theo là đưa vào vận hành khai thác thương mại. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được cho là trễ hẹn, chưa thể đi vào vận hành khai thác thương mại ít nhất 10 lần. Đầu tháng 6 vừa qua, dư luận trong nước lại phẫn nộ vì mặc dù dự án nhiều lần trễ hẹn, nhưng tư vấn pháp ACT vẫn đưa ra nhiều khuyến cáo liên quan đến an toàn của dự án sau thời gian chạy thử. Trả lời về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông
được xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, còn tư vấn ACT đánh giá theo tiêu chuẩn châu Âu, nên mới có độ vênh giữa các tiêu chuẩn. Ngoài ra, dự án được phê duyệt thiết kế từ năm 2010-2011, trong khi đó, một số nội dung được tư vấn ACT đánh giá theo công nghệ hiện nay. Bộ này cũng cho biết, tuy tư vấn ACT đưa ra các khuyến cáo, nhưng đã cấp chứng nhận an toàn hệ thống vào ngày 29 tháng 4, 2021. Hãng xe VinFast cho biết đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Bắc Mỹ và châu Âu để trở thành hãng ô tô điện thông minh quốc tế, cạnh tranh với các nhà sản xuất lớn tại hai thị trường này. Reuters dẫn nguồn Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast, rằng nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam đã đặt văn phòng đại diện tại 5 thị trường quốc tế và sẽ sớm mở showroom tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng cho biết giám đốc điều hành của VinFast Hoa Kỳ gần đây đã chuyển từ Việt Nam sang Mỹ làm việc. VinFast trong năm ngoái đã bán khoảng 30.000 chiếc xe tại Việt Nam nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, liên tục thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 lây lan nhanh, khiến người lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh đang lâm vào cảnh sống chẳng biết ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ Việt Nam. Theo đó, mọi hoạt động tại đây bị tạm dừng trong vòng 15 ngày. Cụ thể, các dịch vụ ăn uống mang về, bán vé số đại lý cũng như vé số dạo, chạy xe ôm công nghệ lẫn xe ôm truyền thống cũng buộc phải tạm dừng. Nhận được thông tin trên, những người làm nghề tự do như bán vỉa hè, bán vé số, chạy xe ôm cho biết 15 ngày không được buôn bán, đi làm, chắc họ không cầm cự nổi. Chị bán hủ tiếu bò viên, nếu mà không cho bán rồi chị thất thu đủ thứ hết. Thứ nhất là tiền nhà trọ, tiền mặt bằng. Nếu mà không cho bán nữa thì không biết sao sống sao hết, cuộc sống thiếu hụt, thiếu trước hụt sau. Thì cái bản thân chị cũng vậy, nếu mà không cho bán nghỉ thì khó khăn lắm, không có làm ăn, không có tiền lấy tiền đâu xoay sở. Thứ nhất là đóng nợ hàng ngày. Mặc dù mang về thì mình cũng bị thất thu cũng rất nhiều, nhưng mà cũng vẫn còn có chút ít đỡ cho chị xoay sở, thì vẫn còn có đồng ra đồng vô. Chứ giờ mà bỏ luôn hết thì chị biết cách sống sao. Bác bán bột chiên với bán sinh tố là chính đây không giờ là không cho bán, đây hàng là đã mua rồi, rồi bây giờ không biết làm sao nữa. Thì cũng khó khăn rồi, bây giờ càng khó khăn thôi, chứ bây giờ đâu có làm được cái gì đâu, thì nhờ cái xe muôn bán nhỏ nhỏ này qua ngày thôi. Chứ bây giờ mà nhà nước ra cái lệnh này, nhà nước đâu cũng đâu có hỗ trợ cái gì đâu mà để là sống là 15 ngày anh. Cũng không biết làm cái gì nữa, đâu có làm được cái gì đâu. Rồi nếu mà nhà nước cấm hết luôn là thấy cuộc sống là khó khăn rồi, mắc trắng luôn. Có bất ngờ, cũng như đang đi bán trắng mà nghe thấy vậy cũng thấy bất ngờ, cũng như là thất nghiệp, không có công việc, cũng như là không có tiền. Cô cũng chưa biết gì nữa. Thấy đợt này cô cũng khó khăn hơn, cắm thẳng hơn, là thấy khó khăn hơn là cũng như mình chưa có kiếm được việc làm. Tôi bán vé số được mười mấy năm rồi đó. Lần đầu tiên cô chứng kiến cái cảnh này là buồn. Bây giờ cái cuộc sống hàng ngày coi như là mưu sinh để kiếm sống, mà bây giờ cái tình trạng tạm ngưng gì thấy cũng khó khăn. Chú cũng ở nhà mướn, chạy xe mướn nhà vừa sinh hoạt ăn uống này nọ, cũng nói chung là cũng đủ ăn có khi thiếu. Nói chung là đợt trước tôi cũng sống đỡ hơn là cái đợt này. Đợt này nếu mà tạm ngưng ảnh hưởng bệnh dịch tạm ngưng á, thì thấy cuộc sống nó cũng hơi khó khăn. Thì giờ chú nói thiệt, giờ cũng lớn tuổi rồi, bây giờ tới đâu rồi hãy tới đó, chứ giờ sao giờ. Thì bay nghỉ bán vé số rồi. Động thái quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận trên 10 ngày ca nhiễm từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 27 tháng 4, đứng đầu cả nước. Những ngày gần đây, số ca nhiễm tính theo ngày tại thành phố Hồ Chí Minh được công bố liên tục cao kỷ lục. Nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng qua khám sàng lọc ở bệnh viện. Trước đó, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, giãn cách theo chỉ thị 16. Nhưng sau đó,
Do thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, nên đến ngày 14 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp tục chỉ đạo giãn cách xã hội toàn địa bàn thành phố theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Đến ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng v.v. cho đến nay. Sau nhiều đợt giãn cách vì đại dịch tăng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người cho biết họ rất chật vật để tồn tại trong những ngày qua. Tuy nhiên, lần cách ly 15 ngày này có thể khiến họ kiệt quệ. Chung là chết em ơi, bình thường là khổ rồi, bây giờ là trong nhà là thất nghiệp hết rồi. Nói chung là giờ là coi như là tiền nhà trọ, tiền này tiền kia là không còn gì để mà sống nữa. Bây giờ nghe nói nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền gì mà đâu thấy gì đâu. Nói chung là cầm cự được 5 bữa nữa. Thấy không, tình hình là vật giá là mọi thứ là tăng vùn vùn luôn. Sống ngày nào biết ngày đó thôi. Giờ là nhà có 3 đứa con nè. Nói chung là tụi anh là bó tay rồi đó. Không có cái gì để mà gọi là xoay sở hết trơn. Khổ. Tôi đang chạy xe ôm truyền thống. Thì tôi chạy cũng tới nay cũng là mười mấy, gần 20 năm nay rồi. Cái bữa nay là cái lần đầu tiên, cái lịch sử đầu tiên luôn á. Mới gặp cái này là thành phải chịu bó tay rồi chứ. Nói đúng ra là nó đủ thứ hết á. Gia đình thì khó khăn. Mà nhà nước coi sao cho dân nó đỡ chút xíu chứ áp dụng kiểu này là chắc chết hết quá. Bây giờ nó giãn cách, nó cách ly hết rồi, lấy gì làm, có gì làm. Nếu mà nó cấm như vậy thì cũng đành phải chịu thôi chứ biết nói sao bây giờ. Đợt này mà nó cấm vậy thì chắc chết luôn chứ. Bây giờ lý lỡ ấy đâu ra tiền mà để mà sinh sống. Tại vì là chỉ là nhờ chạy được ngày nào thì hay ngày đó. Mà nếu bây giờ giãn cách trong 15 ngày này thì lấy gì mà sống. Giống như đợt này mà nói như vậy thì chắc chết luôn rồi. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.